Vị trí thì đẹp như thế rồi. Vậy thì Vinhome Cổ Loa có thông tin tham quan như thế nào? Có những gì thì chúng ta hãy tiếp tục để sang phần 2 anh chị nhé. Tên dự kiến nhé, Vinhomes Global Gate hay còn gọi là Vinhome Cổ Loa. Cái tên này mà anh chia sẻ với anh chị là vẫn chưa chính thức nhé. Phải đợi chủ từ Vingroup công bố thì mới là tên chính thức được. Nhưng mà tên gọi là dự kiến như vậy. Vị trí dự án này nằm tại 3 xã, chủ yếu là xã Xuân Canh, Đông Hội và một phần của Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Chủ tư dự án này là công ty cổ phần Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam, viết tắt là VF VF AC, trực thuộc của Vingroup. Và trên thị trường chứng khoán ấy, thì mã chứng khoán của công ty này là VF anh chị nhé. Quy mô dự án này là quy hoạch toàn bộ là 385 hectare đất. Tuy nhiên thì trong đó cái đất mà xây dựng Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia ấy, thì hơn 90 hectare và chỉ còn 262 hectare đất phát triển đô thị anh chị nhé. Vì sao? Vì còn đất của dân hiện hữu này, đất dành cho giao thông, đất dành cho quốc phòng. Đó, thì cái 385 hectare này thì là đất quy hoạch thôi. Còn thực tế đất của phát triển dự án Vinhome Cổ Loa chỉ có 262 hectare thôi. Có rất nhiều kênh thông tin chia sẻ là sai cái thông tin này. Thì anh nhấn mạnh và cập nhật cho anh chị thấy còn thông tin này là rất là chính xác rồi. Quy hoạch dân số của Vinhome Cổ Loa là hơn 37.000 người và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 42.215 tỷ. Ở trong đó thì vốn đầu tư vào Hội trợ Triển lãm Quốc gia là khoảng hơn 7.300 tỷ. Loại hình phát triển của Vinhome Cổ Loa bao gồm là biệt thự này, liền kề này, shop house này, shop thương mại dịch vụ này, chung cư và cả khách sạn 5 sao anh chị nhé. Tổng số nguồn cung của thấp tầng của Vinhome Cổ Loa khá là ít anh chị ạ. Có 4.147 căn thôi. Và mật độ xây dựng toàn khu thấp tầng khoảng 33%. Theo quy hoạch ở đây thì sẽ có một khách sạn Vinpearl 5 sao anh chị nhé, cao 42 tầng. Nó gần với góc ở hồ trung tâm và gần với cái Trung tâm Triển lãm Quốc gia ấy. Dự án cũng có 2 tòa văn phòng cao 45 tầng. Cái công viên và hồ điều hòa thì là 26 hecta, trong đó thì công viên 4 hecta xung quanh hồ, còn mặt nước hồ là 22 hecta. Dự án Vinhome Cổ Loa quy hoạch xây dựng là 11 tòa chung cư cao cấp cao đến 45 tầng anh chị nhé. Vinhome Cổ Loa thì chia làm 3 phân khu anh chị ạ. Đầu tiên là phân khu The Center Point, quy mô là 1.661 căn thấp tầng, bao gồm đơn lập 54 căn, song lập 157 căn, liên kề 837 căn và shop house 615 căn. Phân khu thứ hai là The Time Avenue, quy mô là 861 căn, đơn lập 4 căn, rất là hiếm ạ, song lập 22 căn, liên kề 546 căn và shop house 289 căn. Cuối cùng là phân khu The Metropolitan, quy mô là 1.441 căn, liên kề thì 495 căn và shop house là 946 căn. Diện tích các sản phẩm của Vinhome Cổ Loa thì bao gồm diện tích liên kề từ 62,5m2 cho đến 107,9m2 anh chị nhé. Shop house thì diện tích từ 75m2 cho đến 303m2. Hoàng nhấn mạnh với chị là hầu hết là liên kề shop house ở Vinhome Cổ Loa ấy, đa số là mặt tiền 5m trở lên anh chị nhé. Chỉ có một số ít là mặt tiền 4,5m thôi. Tứ lập diện tích từ 127,5m2 cho đến 167,5m2. Biệt thự song lập rất là khan hiếm, 121,6m2 cho đến 147,9m2. Biệt thự đơn lập đây thì cực kỳ hiếm anh chị ạ. 215,5m2 cho đến những căn lớn nhất là 380m2. Thực ra rồi anh chia sẻ với anh chị là gì ạ? Cái diện tích của Vinhome Cổ Loa, chủ tư Vinhome chia nhỏ như này thì thực tế là cũng là đúng thôi anh chị ạ. Vì sao ạ? Vì vị trí của dự án rất là trung tâm và với quỹ đất như này thì chắc chắn đơn giá nó không hề rất thấp anh chị ạ. Thì rõ ràng là việc chia cái cơ cấu sản phẩm nhỏ như này thì cái tổng giá mà một khách hàng nhà đầu tư có thể sở hữu nó sẽ dễ hơn, từ đó thì tính thanh khoản của dự án nó sẽ cao hơn. Tiếp theo thì chúng ta hãy review vào tổng quan về quy hoạch và thiết kế của dự án này qua mặt bằng anh chị nhé. Đây ạ, đây là cái thông tin mặt bằng hiện nay. Hoành thấy là cũng rất là chỉn chu rồi ạ. Anh chị thấy không ạ? Đây là trục quốc lộ 5 đường Trường Sa anh chị đấy ạ. Đường ra sân bay Nội Bài đây. Đó. Đây là trục xương sống của dự án Vinhome Cổ Loa. Và Vinhome Cổ Loa được quy hoạch phát triển thiết kế dọc theo trục xương sống này. Và phía dưới đây vuông góc với đường Trường Sa ấy, đó chính là đường đi ra cầu Tứ Liên trong tương lai. Nó nằm ở ranh giới của sông Ngũ Huyện Khê anh chị nhé. Sông ranh giới tự nhiên hiện nay. Hiện nay đã có cái sông này rồi. Đó. Thì là phát triển Vinhome Cổ Loa nằm ở hai bên theo trục xương sống như này. Anh chị rất dễ để hình dung. Và tiện ích lớn nhất ấy, đó chính là cái hồ công viên này, trung tâm này. Đó. Cái hồ này là 22 hectare chị nhé. Và công viên ven sông là 4 hectare nữa. Tổng diện tích hồ và mặt nước và công viên là 26 hectare. Thực sự là một cái hồ 20 mấy hectare đây là một con số rất là tuyệt vời. Hiện nay thì tiến độ hồ đã rất là tốt rồi. Hoành thấy là các nhà thầu đang đào đã hình hài hồ tương đối rồi. Đó. Và đối diện ở góc phần tư này thì chị có thể thấy được là 90 hectare của Trung tâm Triển lãm Quốc gia The Grand Expo này. Đó. Anh chị có thấy không ạ? Ở phần giữa này. Và xung quanh đây là những cái bãi để xe rất là lớn này. Phải nói là vị trí của cái trung tâm triển lãm này rất là đẹp. Một view hồ trung tâm này. Hồ rất là lớn này. Và xung quanh này. Thực sự diện tích rất là tuyệt vời. Với 90 hectare triển lãm này cũng nằm top của châu Á anh chị ạ. Và cái giao thông trong tương lai rất là thuận tiện này. Chị đường Trường Sa và đường đi đến cầu Tứ Liên này. Và tiếp theo ấy là Vincom ấy chị ạ. Vincom ở vị trí này. Đó, Vincom Miamon này chị có thể thấy được này. Nằm ở góc này. Còn phía tam giác này gần với cái vòng xuyến nút giao này chính là công trình công cộng thành phố này. Vị trí này là Vincom này. Và khách sạn 5 sao ở vị trí này chị nhé. Khách sạn 5 sao nằm ở góc này. Gần với hồ này, gần với đường Trường Sa. Ở góc ở bên trung tâm triển lãm quốc gia này. Đó. Các cái tòa chung cư cấp thì nó nằm dọc ở đường Trường Sa anh chị ạ. Anh chị đây. Đó, chung cư cấp này. Chung cư cấp này. Đó. Chỗ này chung cư cấp đây. Và xen kẽ là các công trình công cộng thành phố này, anh chị thấy đây. CCTV này. Có bãi để xe này ở gần các cái tòa chung cư. Có một điểm mà anh rất là thích ở cái quy hoạch của Vinhome Cổ Loa đó gì ạ? Là toàn bộ các cái chung cư này nó sẽ có lớp đệm công viên này ở giữa này. Để tránh cái tiếng ồn và bụi của cái đường Trường Sa này. Thực sự đây là một quy hoạch rất là tuyệt vời. Và với cái tầm nhìn của các cái tòa chung cư này mình thấy rất là đẹp. Vì sao? Vì nó gần như không có một cái giới hạn về tầm nhìn gì cả. Nhìn là toàn bộ sông Hồng này, toàn bộ khu thấp tầng này. Và thực sự là rất là đẳng cấp. Nó rất là thoáng ấy chị ạ. Đó. Có chung cư, có văn phòng, có khách sạn, có trung tâm triển lãm quốc gia, có Vincom. Hiện nay thì hoạch quy hoạch không thấy Vinmec. Không biết là thời gian sắp tới khi chủ từ công bố chính thức thì có bệnh viện hay là phòng khám hay không. Ngoài ra ở đây sẽ có rất nhiều trường học anh chị nhé. Sẽ quy hoạch ở những khu vực này. Anh chị có thể thấy này. Rất nhiều trường học ở đây. Còn đương nhiên là hơn 4.000 căn thấp tầng thì chia làm 3 phân khu rồi. Không biết anh chị thích phân khu nào nhất ạ? The Metropolitan, The Time Avenue hay là The Center Point ạ? Và thực ra Hoài nghĩ là mỗi phân khu ấy, nó đều có ưu nhược điểm riêng. Và khi chúng ta xét đến ấy, chúng ta phải xét đến cái nhu cầu của mình là gì. Cái nhu cầu đầu tư này, cái khả năng tài chính của gia đình mình là bao nhiêu. Thì từ đó anh chị nó mới dễ lựa chọn được. Còn không phải là đương nhiên thì những cái vị trí đẹp thì nó sẽ rất là đắt anh chị ạ. Đấy là chắc chắn rồi. Do đó nó phải căn cứ vào cái tài chính và nhu cầu của mình. Mình phải cân xem là liệu mình có đáng để bỏ ra số tiền đó để chi vào cái vị trí này hay không. Thì có lẽ Hoành sẽ hẹn anh chị ở một video khác. Vì video này cũng tương đối rất là dài rồi. Hoành sẽ chia sẻ anh chị sâu hơn là nên chọn ở phân khu nào, với từng loại hình nào, từng cái mức độ quy mô, từng cái nhu cầu đầu tư. Thì Hoành sẽ làm rõ anh chị trong 3 phân khu này. Center Point thì nó có lợi thế lớn nhất là những căn đơn lập rất là đẹp rồi. Đối diện với cái hồ trung tâm này. Thực sự không có gì để chê. Quá là tuyệt vời luôn. Rồi những căn view công viên này. Những căn shop house gần chung cư này. Gần Vincom này. Đối diện với trung tâm triển lãm quốc gia này thì cũng rất là tốt ạ. Đó. Có lẽ là chúng ta sẽ chuyển sang cái phối cảnh 3D một chút ạ. Để anh chị có thể hình dung rõ hơn. Đây là cái phối cảnh của quy hoạch Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội này. Quy hoạch 1/500 này. Có lẽ là anh chị nhìn cái tầm quan về 3D này chị sẽ dễ hình dung hơn đúng không ạ? Đây, đấy chính là cái trục đi cầu Tứ Liên trong tương lai này. Nó dọc cái sông Nguyễn Khê này. Đó. Và đây là phối cảnh ở trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia này. Ở khu vực này là hồ này. Trục hồ Cổ Loa Hồ Tây này. Hồ 22 hectare và công viên 4 hectare này. Đó anh chị thấy không? Các cái tòa chung cư nó nằm dọc cái đường Trường Sa này. Và có lớp cái đệm công viên cây xanh ở giữa này. Rất là tuyệt vời luôn. Và một điểm nữa ấy, là anh thấy là rất là tiện lợi trong tương lai ấy, là sẽ có các tuyến metro ấy. Nó sẽ chạy qua đây. Đó. Thì thực sự rất là tiện lợi. Anh chị nhìn phối cảnh anh chị có thể thấy được này. Ở đây có một cái ga đỗ của metro này đối diện với trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia này. Và ở trên này cũng gần với 4 tòa chung cư cuối cùng này cũng sẽ có một cái nhà gà đỗ ở Metro này nữa. Đó. Ở đây có những cái thôn xung quanh này, thôn Trung Thôn này, thôn Tiên Hội này, thôn Xuân Trạch này. Đó. Đấy, một vòng xuyến rất là lớn. Thực sự là vị trí của Cổ Loa rất là đẹp anh chị ạ. Quy hoạch rất là tốt, thoáng. Và đặc biệt là những tòa chung cư đấy cũng rất là đẳng cấp. Hoài nghĩ là giá chung cư đấy cũng không hề rẻ đâu anh chị ạ. Phải một mức giá rất là tương đối cao đấy. Vì là chung cư cao cấp, vị trí đẹp, quần thể đẹp, tiện ích nhiều và nó rất là hiếm anh chị ạ.